Vì sao iPhone 14 khó về Việt Nam trong ngày đầu mở bán? Mặt hàng iPhone luôn là sản phẩm gây sốt tại thị trường Việt Nam. Nhiều tín đồ nhà táo khuyết không đợi nổi tới ngày iPhone 14 được phân phối chính hãng tại Việt Nam khoảng đầu tháng 10, nên chấp nhận bỏ thêm cả chục triệu đồng để mua hàng xách tay vào đúng ngày sản phẩm được bán ra ở thị trường toàn cầu ngày 16 tháng 9. Tuy nhiên, năm nay iPhone 14 sẽ càng khó khăn khi vào Việt Nam bởi lực lượng hải quan đang tăng cường giám sát, kiểm tra mặt hàng điện thoại trên tuyến hàng không nhằm ngăn chặn nhập lậu điện thoại iPhone 14 về Việt Nam. Cụ thể, lực lượng hải quan sẽ triển khai thiết bị giám sát trực tuyến tại khu vực giám sát hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời tổ chức kiểm tra bằng biện pháp soi chiếu đối với toàn bộ hành lý của người nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu qua các tuyến Singapore, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Anh, Mỹ. Đặc biệt, tập trung chủ yếu vào những người nhập cảnh là người Việt Nam, thành viên tổ bay, lô hàng, tiền hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp gian lận theo quy định hiện hành.